Có thực sự là cái tép từ neo sẽ hay hơn cái tép từ thường hay không? Nhưng có một điều thực tế rằng cái tép từ neo nó sẽ đắt tiền hơn cái tép từ thường. Trong clip này, bên Huấn Auto bỏ ra hai dòng tép 750 của JBL giữa dòng neo và dòng từ thường. Trong clip này thì mình bỏ ra này, dòng neo là neo 750 nhưng mà neo không cối nhôm nhé, cối nhựa. Và dòng mà từ thường của JBL. Cả hai mã đều 750, ví dụ như con này thì đang là từ 17 côn 75 và con kia là từ neo và côn 75. Thì trước khi nói hay hơn hay không hay hơn thì mình sẽ mời anh em mình nghe, mình test nhạc anh em mình nghe thử một chút nhé. Đây mình sẽ mời anh em mình nghe trước này, nghe luôn đoạn cần mình trước này này. Bỏ ra. Cùng đoạn nhạc vừa rồi nhé, đây anh em nghe luôn này. Tiếp lại thằng này nhé. Đó, anh em mình mới nghe, để mình có check để anh em mình cùng đánh giá chất lượng nhé. Thì đối với dòng từ neo thì thứ nhất là cái công nghệ họ làm cái hợp chất neo nó đã là rất là phức tạp rồi, nên nó bao giờ nó đắt hơn anh em nhé. Còn từ thường thì nó là truyền thống từ ngày xưa rồi, công nghệ từ ngày xưa rồi, anh em thấy từ ngày xưa rất lâu lắm rồi đúng không? Vì 500 rất lớn lên tới 17 cm. Thì hai cái thằng này thì từ neo và từ thường thì đôi khi nó còn liên quan đến gì ạ? Cái hợp chất neo của làm mình có nhiều hay không này, sức mạnh của nam châm đấy có nhiều hay không. Cái từ thường này cũng thế anh em nhé, từ thường này cũng thế, nếu người ta làm được độ sức mạnh của từ lớn thì chưa chắc từ neo đã hay hơn anh em nhé, chưa chắc từ neo đã hay hơn. Đó, trong cái trường hợp mà cái sức mạnh lớn của cái từ này được nạp lớn vào đây thì rất là hay đâu nhé. Và anh em có thắc mắc một điều nữa gì, độ bền thì sao, độ bền thì thằng neo bền hay từ thường bền, cả hai thằng này thì độ bền thì không, nó không liên quan đến neo hay thường, bền hay không là do con người, bền hay không là mình phải phối ghép từ hệ thống dàn cho mình như bát chung tép, bát tép hoặc là cả hệ thống súp nữa anh em nhé. Cái bền thì mình không nói ở đây là do con người thôi, còn từ neo từ thường đều bền như nhau cả thôi. Đây là quan điểm cá nhân của mình. Thì trong clip này bỏ ra hai dòng này và cũng báo giá với anh em luôn, dòng từ thường là 1,6 triệu bao ship và dòng từ neo là 2,1 triệu bao ship. Đây là dòng cối nhựa anh em nhé, dòng cối nhôm thì sẽ rơi vào tầm 2,5 triệu, tầm 2,5 triệu một đôi. Và xin phép dừng ở đây, chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Để được tư vấn về sản phẩm hoặc là mua sản phẩm này, gọi điện trực tiếp cho bên Huấn Audio qua số máy 0904 61 2323 và chào anh em nhé.